Thưa các bạn, như cộng đồng mạng đã biết, mới đây Nguyễn Viết Dũng, biệt danh là Dũng Phi Hổ, vừa bị công an Nghệ An bắt giam. Theo đúng quy luật, mỗi khi có một nhà dân chủ bị bắt thì các đồng đảng lại nhao nhao lên tìm mọi cách bênh vực bảo vệ, đồng thời xuyên tạc lên án các cơ quan chức năng. Lần này cũng như vậy, sau khi Dũng Phi Hổ bị bắt, một số nhà dân chủ đã ngay lập tức lên tiếng bênh vực cho Dũng Phi Hổ, trong đó có Nguyễn Tường Thụy. Tuy nhiên, nghe cái cách mà Nguyễn Tường Thụy bênh vực cho Dũng Phi Hổ mà thấy không nhịn được cười. Trong bài viết có tựa đề "Bắt Dũng Phi Hổ, công an Nghệ An bỏ của chạy lấy người", Nguyễn Tường Thụy sau khi lên án công an Nghệ An bắt người đã bênh vực cho Dũng Phi Hổ với lý lẽ sao? Cần khẳng định rằng, cũng như những tù nhân lương tâm khác, hành vi của Nguyễn Viết Dũng không thể cấu thành cái gọi là tội phạm so với pháp lý phổ quát và kể cả so với pháp luật do chính nhà nước Việt Nam đặt ra. Ngược lại, họ là những người có công đối với đất nước và nhân dân. Hành vi của họ bị nhà cầm quyền kết tội nhưng luôn hướng tới những điều tốt đẹp cho dân, cho nước. Vì vậy, nhà cầm quyền luôn luôn bị phản đối sau mỗi vụ bắt người hoạt động dân chủ, nhân quyền. Tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là vấn đề nhức nhối đang bị lên án gay gắt. Ở đây, chỉ vạch ra mỗi một đằng làm một nẻo, ngang ngược và bất chấp pháp luật của công an tỉnh Nghệ An trong vụ này. Điều buồn cười trước hết là ở đây là Nguyễn Tường Thụy gọi Dũng Phi Hổ là cựu tù nhân lương tâm. Đây là cách gọi ắt hẳn ông Nguyễn Tường Thụy học ngoát được từ ông chủ Mỹ của mình và một số tổ chức quốc tế thường xuyên xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam như các tổ chức ân xá quốc tế, theo dõi nhân quyền quốc tế. Thực tế tại Việt Nam đâu tồn tại cái gọi là tù nhân lương tâm, đó chỉ là các phần tử chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật mà thôi. Cái buồn cười thứ hai là ông Thụy cho rằng Nguyễn Viết Dũng không phải là tội phạm mà là người có công với đất nước, với nhân dân, hành động của họ hướng tới những điều tốt đẹp cho dân, cho nước. Thật khó chen, thật khó nghe và thật khó chịu. Nghe mà buồn nôn, cái ngữ như Nguyễn Viết Dũng mà còn có công với dân, với nước thì nguy quá. Cần nhắc lại rằng Dũng Phi Hổ là nhân vật mà sùng bái cái gọi là chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Anh ta là người sáng lập ra cái gọi là Đảng Cộng Hòa và Hội Quân lực Việt Nam Cộng Hòa với mục tiêu đấu tranh đòi lật đổ chế độ hiện đại, phục hồi cái gọi là chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Mà ai cũng biết, chế độ Việt Nam Cộng Hòa là chế độ tay sai bán nước của chính quyền Mỹ. Chính quyền này đã gây ra biết bao tội ác cho nhân dân, cho dân tộc ta. Cả dân tộc ta đã phải hy sinh bao xương máu để có thể đánh đổ được cái chế độ tay sai này cùng với ông chủ Mỹ của nó, bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước. Nguyễn Tường Thụy ca ngợi Dũng Phi Hổ là người có công, đồng nghĩa với ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế mới nói, Nguyễn Tường Thụy muốn bảo vệ Dũng Phi Hổ, nhưng cái cách bảo vệ của ông ta thật đáng kinh tởm.